Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ live cho các bạn đề thi thử số 3 và số 4. Thì đây là những cái đề mà giúp chúng ta để đạt mục tiêu 8 cộng. Các dạng câu hỏi cô soạn ở đây là các dạng câu hỏi về từ vựng, ngữ pháp, về đọc điền. Đó thì những cái dạng câu hỏi này chúng ta phải cố gắng mình làm đúng hết. Đó, những bạn nào mục tiêu 8 cộng là chúng ta phải cố gắng đúng hết cả ngữ pháp nhỉ. Còn trong đề thi có hai câu từ vựng để phân loại cao và sẽ có 12 câu được đọc hiểu khó thì cô sẽ cho cái file các bạn ôn tập sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ học để lấy 8 điểm trước đã. Mình sẽ bắt đầu luôn nhé vì hôm nay cô chữa hai đề. Ok. Đề đầu tiên này bắt đầu với dạng câu hỏi phát âm và trọng âm. Thì với cái dạng câu hỏi phát âm trọng âm này các bạn sẽ nhìn cho cô xem là cái âm tiết cuối, đó xem âm tiết cuối nó đọc như thế nào. Cultures, ideas, immigrants và gì custom. Các bạn thấy rõ ràng ở đây từ migrants tức là người di cư ấy, migrants thì cái chữ s ở đây nó sẽ đọc là s. Đúng không? Cái chữ s nó sẽ đọc là s. Dựa theo cái công thức là thời phong kiến phương Tây. Đó thì cứ như cái chữ ở cuối cùng âm tiết cuối là t là th là f đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là s. Tiếp theo sang câu số 2. Câu số 2 thì phát âm đuôi ed các bạn sẽ đọc là damage, preserve, cause và reduced. Chắc chắn ở đây chúng ta sẽ chọn reduced. Vì reduce âm tiết cuối là s, đúng không? Thì khi thêm ed mình sẽ đọc là t, reduced. Còn lại chúng ta đọc là d. Ví dụ như là caused, đúng không? Preserved hay là damaged. Cô thấy Vân Anh chọn đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sang câu số 3 và câu số 4 về trọng âm. Thì trọng âm từ. Các em nhìn vào trọng âm từ này. Cái chúng ta sẽ chú ý về những cái âm tiết mà mình có thể đoán được dựa vào nguyên tắc. Ví dụ như là identity. Thì cái đuôi et này, đúng không? Cái đuôi et này mình đoán được trọng âm cách một âm tiết thì nó sẽ vào nó sẽ vào intensify. Đó, nó sẽ vào intensify vì cái đuôi et cách một âm tiết. Hay là expectation thì cái đuôi tion cách một âm tiết. Hay là scientific thì cái đuôi x cách một âm tiết. Ở đây chúng ta sẽ suy ra là cái âm tiết cuối mà có chứa những cái đuôi như là et này, tion này, là x này, là o này như thế này. Đúng không? Thì trọng âm sẽ cách một âm tiết. Đó, trọng âm sẽ cách một âm tiết. Còn từ appear nhấn vào peer, disappear vẫn nhấn vào peer, disappearing nó vẫn vào peer. Chúng ta thấy chỉ có intensify nhấn âm tiết thứ hai. Đúng không? Đây có đúng là âm tiết thứ hai không? Sao cô cứ đọc là sify nhỉ? Intensity, đó intensity nhấn âm tiết thứ hai. Expectation nhấn âm tiết thứ ba. Scientific cũng là thứ ba. Nhiều bạn mà là cô ơi, sao scientific lại vào ba mà không phải là hai? Thì các em nhớ là cái âm sign, đó nó có hai nguyên âm cho nên nó sẽ là hai âm tiết sign, đó là hai âm tiết scientific. Vậy nên T ở đây là âm thứ ba, còn disappearance cũng là âm tiết thứ ba. Chúng ta sẽ chọn được đáp án A nhé, intensity. Cô thấy Khả Thành chọn đúng rồi đấy. Đúng rồi, chúng ta sẽ tác các bạn vào học nhỉ. Nguyễn Văn Vương bảo là mức độ đề như thế này như thế nào so với đề thi đại học? Đề tương đương so với mức độ đề thi đại học em nhé. Đề này cô cho tương đương với mức độ thi đại học. Đó, vì đây là những cái dạng câu hỏi để các bạn lấy điểm cho nên là nó sẽ không quá khó đâu. Tiếp theo chúng ta sang câu số 4. Exhort nhấn âm tiết thứ 2. Replace nhấn âm 2. Và subtract nhấn âm 2. Broaden nhấn âm 1. Đó, vậy nên ở đây chúng ta sẽ chọn broaden nhấn âm tiết thứ nhất. Khi mà đã gần đến ngày thi hoặc là trong cái lộ trình ôn thi, cô sẽ không bao giờ cho những cái đề mà nó nằm ngoài cái lĩnh vực thi cả. Đúng không? Cô nghĩ là giáo viên nào cũng vậy thôi, sẽ chẳng ai cho các bạn một cái đề nằm ngoài lĩnh vực thi. Và bây giờ gần thi rồi cho nên những cái đề mà cô phát cho chúng ta, cô cho chúng ta làm thì nó sẽ rất là sát với bài thi. Nên các bạn phải cố gắng chăm chỉ vào để có được những cái nguồn đề chất lượng như vậy thì nó cũng không hề dễ dàng. Mất rất nhiều thời gian tâm huyết để soạn. Chúng ta sang dạng câu hỏi về tìm lỗi sai. Đó, tìm lỗi sai thì ở câu số 5, the more time you spend on preparing for the test, the high score you may get. Ở đây chúng ta sẽ thấy là sai ở đâu. Bạn càng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho bài thi thì cái điểm số của bạn nó càng nâng cao. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng ở đây là so sánh càng. Đúng không? So sánh càng thì sẽ là the cộng so sánh hơn. Vế sau cũng là the so sánh hơn. Thì the more time thì vế sau nó sẽ phải làm sao? The higher score. Đúng không? The higher score. Yes. Vậy nên đi thi chúng ta sẽ chú ý cho cô về cái dạng so sánh này. Ví dụ như là trong đề thi của bộ ấy, theo form người ta cho là so sánh hơn, nhưng mà đi thi người ta có thể so ra là cho sánh bằng, so sánh nhất, so sánh gấp số lần. Cái điều đấy là chuyện hết sức bình thường nhá, chuyện hết sức bình thường. Ví dụ mình sẽ ôn sát vào các cái dạng câu hỏi cùng một cái chuyên đề đấy, nhưng không nhất thiết là mình cứ phải ôn tủ. Đó, cô không bao giờ cô hướng dẫn kiểu là ôn tủ quá chẳng hạn, tại vì các bạn mà đi thi mà các bạn không lệch tủ một phát là các bạn sẽ không làm được. Tiếp theo sang câu số 6, anh ấy cố gắng nhập ngũ nhưng anh ta bị làm sao bởi vì sức khỏe kém.
Đó, poor health. Thông thường cái từ poor này chúng ta dịch là nghèo đúng không? Nhưng mà poor còn đi với sức khỏe nữa. Poor health, poor result. Một cái kết quả tệ, mình cũng dùng từ poor các em nhé. Thư Thư bảo là bây giờ không biết phân tích đề thì nên bắt đầu học lại từ đâu? Thư Thư 2K6 hay 2K7 vậy? Đó các bạn, 2K6 là bây giờ đã luyện được rất nhiều đề rồi. Và đề nào thì nó cũng sẽ có cái form những dạng câu hỏi như thế. Thì khi mà em có thử, nếu như mà Thư Thư là 2K7 này, 2K6 này, thì em sẽ xem một cái đề mẫu, đúng không? Xem một cái đề mẫu xem có những cái dạng câu hỏi gì mình làm thử xem mình được bao nhiêu điểm. Và em sẽ xem là em sai các cái dạng câu hỏi gì. Ví dụ em sai về thì em phải ôn về thì. Em sai về đọc hiểu thì em phải ôn nhiều đọc hiểu. Là như vậy. Câu số 6, nhưng mà anh ta bị từ chối chứ không phải anh ta bị turn in. Turn in ở đây chúng ta sẽ hiểu nó khác với từ hand in nhé. Turn in tức là tố giác ấy, tố giác ai, đưa ai ra tòa. Và đây các bạn sẽ phải chuyển thành turn down. Turn down tức là anh ta bị từ chối. Turn down ở đây tức là refuse. Đó, tức là từ chối và người ta chia bị động ở đây thôi. Nhá, các bạn đừng có nhầm từ turn in với từ hand in. Từ hand in này mang nghĩa là submit, là nộp. Nó không đúng. Đúng chưa? Nên là đây turn in mình sẽ chuyển thành turn down. Và cái từ turn down, từ chối, ví dụ như là từ chối một cái lời mời, turn down a job offer, turn down an invitation. Turn down còn mang nghĩa là vặn nhỏ âm lượng. Yes. Nhưng anh ta bị từ chối, tức là không cho gia nhập quân đội bởi vì là sức khỏe kém. Cô thấy Vân Anh chọn đáp án C, Quỳnh Lam chọn đáp án C, đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 7. Câu số 7, you shouldn't make an appointment with this doctor. You can see him whenever you want. Câu 7 là gì? Chúng ta không cần đặt lịch hẹn với bác sĩ này. Bạn có thể gặp ông ấy bất cứ khi nào. Thì chúng ta có một cái cụm collocation ở đây, đó chính là make an appointment, đúng không? Đặt lịch hẹn. Thì dựa vào cái vế là có thể gặp bất cứ lúc nào. Đó, dựa vào cái câu là you can see him whenever you want. Thì bây giờ sẽ phải là gì? Phải là needed, đúng không? Không nên là sai. Ví dụ không nên thì nó sẽ phải theo kiểu bác sĩ này rất là tệ hoặc là chất lượng không tốt. Chứ đây mình phải dùng là needed, không cần thiết phải đặt lịch sớm. Không cần thiết phải đặt lịch. Cô thấy Phương Linh chọn đáp án C, đúng rồi. Đấy, cô chỉ cho hơi chạch đi một tí thôi mà các bạn có vẻ hơi loay hoay, đúng không? Thông thường chúng ta cứ hay gặp là từ vựng này, đại từ này, dạng câu hỏi về thì. Thế nhưng mà năm nay là năm cuối rồi, chắc gì mà chúng ta lại còn không có đề tham khảo nữa. Đấy, chưa thấy đề tham khảo ở đâu. Nên là chúng ta cũng sẽ phải ôn rộng ra một chút để tránh những trường hợp mình cứ đi tìm cái câu về thì, đúng không? Cứ tìm cái câu về đại từ. Tiếp theo sang câu số 8, tại một số khu vực trong nước thì giá cả ngày càng cao hơn so với những nơi khác. Thì giá cả càng ngày càng cao thì chúng ta sẽ thấy so sánh càng càng, đúng không? Higher and higher. Thì đây so sánh càng càng với tính từ ngắn. Còn với tính từ dài thì chúng ta sẽ dùng more and more. Ví dụ cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. She is more and more beautiful. Đó. Cô thấy Hương Giang đúng rồi đấy. Các em làm rất tốt. Tiếp theo sang câu số 9. Câu số 9, những cái việc làm đáng xấu hổ như vậy thì không nên được cho phép ở những nơi công cộng. Đúng không? Những cái shameful things này nó không thể tự thực hiện được hành động. Vậy nên suy ra đây là câu bị động. Và câu bị động với ought to thì be với phần thứ hai nó sẽ đứng sau. Ought not to. Nhiều bạn bảo là ought to not là sai. Nó phải là ought not to, nhưng không nên được phép diễn ra ở những nơi công cộng. Và cô thấy có bạn Văn Vương hỏi là nên học phrase verb với idioms ở đâu vậy cô? Thì chắc chắn là cái câu hỏi dễ nhất là sẽ học trong khóa của cô rồi. Hoặc nếu như các bạn không đăng ký khóa học của cô thì các bạn sẽ xem ở trên fanpage. Đó, các em sẽ xem trên fanpage, cô thi thoảng cô có tặng tài liệu. Tiếp theo sang câu số 10, sách vẫn là một cái cách ít tốn tiền để có được cái kiến thức giá trị. Đó, to get knowledge and entertainment, để có được kiến thức và giải trí. Thì ở đây chúng ta sẽ cần một cái danh từ đứng sau từ trip, tức là một cái cách, đúng không? Là một cái a way to do something, tức là một cái cách để làm gì. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là way. A way to do something. Còn cái từ means thường nói về cách thức, phương tiện. Chúng ta sẽ học theo cụm để chúng ta hiểu nó hơn nhé. Ví dụ các bạn sẽ nói là means of transport chẳng hạn, tức là một cái phương tiện giao thông, đúng không? Means of transport hoặc là means of communication là một cái phương tiện, phương thức. Đó, means of entertainment. Đấy, ở đây chúng ta means of entertainment chứ không phải là way nhé. Cái này nó có of nó khác. Hay còn từ measure, tức là chỉ sự đo lường, đúng không? Là sự đo lường và measure còn mang nghĩa là biện pháp nữa. Cái từ measure chúng ta học với nghĩa là biện pháp, nó quen hơn, đúng không? Chúng ta hay nói là take measure to something ấy. Ví dụ đưa ra những cái biện pháp phòng ngừa, take preventive. Đưa ra những cái biện pháp quyết liệt, strong measure.
to do something thì cái cụm collocation này rất hay gặp trong bài thi. Còn cuối cùng cô có từ method, tức là một cái phương pháp. Ví dụ là một cái phương pháp để giải một cái bài toán, là một cái phương pháp phân tích dữ liệu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói là method of data analysis. Vậy nên câu 10 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng ở đây là A. Được chưa? Mình sẽ là một cái cách thức để làm gì chứ không phải là một phương pháp. Và mình cũng không nói là method to get. Đó, Ái Vân chọn đáp án A đúng rồi. Tiếp theo cả lớp sang câu số 11, the children. Đây là câu hỏi về thành ngữ này, những đứa trẻ phải làm sao đấy ở văn phòng hiệu trưởng sau khi tham gia vào một cuộc ẩu đả. Thì sau khi tham gia vào một cuộc ẩu đả thì chắc chắn là phải nhận chịu sự trừng phạt rồi. Đúng không? Phải chấp nhận hình phạt rồi. Thì cái từ face the music ở đây nó không liên quan gì đến âm nhạc hết. Mặc dù dịch theo nghĩa đen. Đó, mặc dù dịch theo nghĩa đen là phải chấp nhận cái gì đấy về âm nhạc, đúng không? Nhưng face the music ở đây chúng ta sẽ hiểu là accept and deal with criticism and punishment from something you have done. Tức là phải chấp nhận đó, cái sự trừng phạt, sự trừng phạt hoặc là chấp nhận một cái hình phạt do những cái sai lầm mà mình gây ra, face the music. Còn đáp án B cô có từ play second fiddle. Play second fiddle. Thì second fiddle ở đây chúng ta sẽ hiểu là ở cái vị trí phụ. Vị trí phụ thôi, không phải chính. Còn đáp án C, hit the right note. Note cũng liên quan đến âm nhạc đúng không? Tức là mình dịch là đánh đúng nốt nhạc. Đánh đúng nốt nhạc ở đây tức là hoàn toàn phù hợp. Đấy, hoàn toàn phù hợp, suitable trong một cái tình huống nào đó. Còn từ beat around the bush tức là nói vòng vo tam quốc. Đấy, không đi vào một cái chủ đề chính. Thì dựa vào ngữ cảnh các em sẽ chọn đáp án đúng là A. Cô thấy Gia Hưng chọn A đúng rồi. Tiếp theo các em sang câu số 12. Câu số 12 và câu số 13. Câu 12, getting promotion also means getting more. Getting more, đúng không? Sẽ là gì nhỉ? Việc thăng chức cũng đồng nghĩa get promotion, get promoted. Điều mang nghĩa là thăng chức. Thăng chức đồng nghĩa với việc là sẽ có nhiều trách nhiệm hơn, sẽ có sáng tạo hơn, sẽ có nên làm gì, sẽ có khả năng hơn. Thì chắc chắn là sẽ được phải đồng nghĩa với lại gì ạ? Trách nhiệm nhiều hơn, more responsibility. Dựa vào nghĩa thôi nhỉ? Câu số 13, in Hawaii, it is to get to greet visitors to the country with a special garland of flowers. Ở Hawaii thì người ta có phong tục chào đón du khách đến đất nước bằng một cái vòng hoa đặc biệt. Thì nó là một cái phong tục, đúng không? Phong tục ở đây chúng ta sẽ hay nghĩ đến từ custom. Trong trường hợp này chúng ta sẽ cần một cái nghĩa là tính từ, đúng không? Thì tính từ nó sẽ là customary. Đó, customary. Customary. Còn đáp án A có nghĩa là không quen làm gì. Đó, unaccustomed. Tức là không quen làm gì. Chúng ta hay có cái cụm từ là be get used to hoặc là be get accustomed. Đây mình hay học như thế này. Đúng không? Accustomed to doing something. Quen với việc làm gì. Còn đáp án C từ customize. Khi chúng ta đi mua sắm, chúng ta đặt một cái dịch vụ nào đó mà họ customize our need. Tức là họ tailor, họ adjust, họ điều chỉnh. Đúng không? Điều chỉnh cho phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Thì đấy là từ customize. Và đáp án D từ accustomed thì cô có giải thích ở bên trên rồi. Chúng ta sang câu số 14. Tình huống càng nguy hiểm thì anh ta càng thích. Thì ở đây chúng ta sẽ the more dangerous it is. Khi các bạn so sánh càng càng thì các bạn sẽ đảo tính từ lên trước chủ ngữ nhé. Cô thấy Ái Vân đúng rồi. Văn Vương chính xác. Câu số 13. Câu số 15. This species of African elephant is. Cái loại voi, cái loài voi này ở châu Phi thì đang làm sao nhỉ? Đang bị chết dần chết mòn. Thì khi muốn nói là chết dần chết mòn hoặc là đang có nguy cơ tuyệt chủng ấy nhá, thì chúng ta sẽ dùng cái từ died out. Died out mà các bạn đã học trong từ vựng chủ đề về môi trường. Become extinct này. Disappear. Ở đây người ta dùng cái nghĩa là dần tuyệt chủng, kiểu chết dần chết mòn cũng được nhá. Die on thì không gặp. Die on thì không gặp. Chúng ta có die of cơ, là chết vì bệnh. Ví dụ như là die of lung cancer, chết vì bệnh ung thư phổi này. Hay là chúng ta có die from, ví dụ die from car accident, tức là chết vì một cái tác nhân bên ngoài. Thì mình sẽ nói là die from car accident. Đó, car accident. Còn die gì nữa? Die down, tức là lắng xuống. Đấy, cái gì đấy cho nó lắng xuống. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án C các em nhé. Tiếp câu số 16, chúng ta không được phép mở cái chuồng sư tử, và điều này nói trái với cái quy định của vườn thú. Contrary to, tức là trái với, tức là bắt buộc không được làm gì. Đúng không ạ? Đó, mustn't, tức là bắt buộc không được làm gì các em nhé. Câu số 17. Ở câu 17 các bạn sẽ chọn mạo từ đứng trước từ sign. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm cố định, đó chính là at the sign of something. At the sign of something, tức là khi nhìn cái gì.
Đấy, có những bạn thì rất là sợ máu đúng không? Ví dụ cô sẽ nói là I will faint chẳng hạn, at the sight of blood, nghĩa là khi nhìn thấy máu thì mình sẽ ngất. Đấy, at the sight of, tức là khi nhìn thấy cái gì nhá. Nó là một cụm cố định rồi, chúng ta không thể giải thích là tại sao không ơ gì cả. Nó là cụm cố định. Tiếp câu số 18, còn là một cái câu thành ngữ nói về Peter Parcells là huấn luyện viên người Hàn Quốc được cho là một cái người rất là quan trọng đúng không? Trong cái đội tuyển bóng đá Việt Nam là một cái người quan trọng thì chúng ta sẽ nói là a big cheese ở đây, tức là a very important person. Kiểu là VIP ấy. Important person, VIP tức là very important person. Đúng không? Là một người rất là important, một người rất là powerful person. Thì mình sẽ nói là big cheese nha. Cheese chứ không phải là. Ngoài ra liên quan đến cái từ cheese thì chúng ta còn có cụm từ đó là chopped cheese. Cái cụm từ này rất hay gặp trong đồng trái nghĩa. Đó, đồng trái nghĩa. Nó mang nghĩa là completely different. Hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta cũng có từ hoàn toàn khác biệt đó chính là apples and oranges. Thì những cái cụm từ này hay gặp trong phần đồng trái nghĩa nhỉ. Câu số 19, sau buổi phỏng vấn thì đừng có phớt lờ cái tờ giấy cảm ơn và một cái bức thư. Ở đây là một cái bức thư theo dõi. Thì sau khi chúng ta thi xong thì chúng ta sẽ có một cái follow up letter. Hoặc là sau khi kết thúc câu hỏi thì sẽ có một cái follow up question. Đúng không? Follow up question thì follow up tức là diễn ra sau, theo sau một cái gì đó. Cô thấy Đặng Tú và Hoàng Thu Hiền chọn đúng rồi. Đó, follow up questions, follow up letter. Còn cái từ turn up tức là cái sự xuất hiện. Từ start up, đó, start up tức là sự khởi nghiệp, bắt đầu làm gì. Còn break up tức là sự chia lìa. Câu 20, this interesting book, nó không thể tự read được đúng không? Can be read by many students every day. Câu 21, I have been offered a new job, things are looking up. Tôi đã được offer, tôi đã được nhận, tôi vừa mới nhận được một công việc mới, mọi thứ đang rất là khả quan. Thì looking up ở đây tức là nó đang improve đúng không? Nó đang khả quan, nó cải thiện. Đấy, nó tiến bộ dần rồi. Thì look up ở đây sẽ là improve. Ngoài ra look up còn mang nghĩa là nhìn lên trên. Look up to mang nghĩa là tôn trọng, ngưỡng mộ. Trái nghĩa thì sẽ là look down on. Look down on có nghĩa là disrespect. Đó, tức là không tôn trọng, không ngưỡng mộ thôi. Thì nó hay đi với nhau như vậy. Còn cái từ make up tức là chiếm, đó, chiếm không gian, thời gian, chúng ta hay dùng với account for hoặc là constitute. Đó, chiếm không gian, thời gian. Make up còn mang nghĩa là làm hòa. Make up with somebody. Make up còn mang nghĩa là trang điểm. Clear up tức là dọn dẹp cho quang đãng, đúng không? Cho quang đãng hơn. Đấy là mọi thứ tốt hơn về thời tiết. Turn up là xuất hiện. Turn up kiểu như là show up. Đó. Có một cái câu mình hay làm đó là đừng có đến nhà ai turn up vào ngày mùng 1 đấy, đúng không? Trừ phi là bạn được mời. Rồi các em sang câu số 22. Câu số 22, take a taxi, otherwise will be late, otherwise là nếu không thì. Đấy, chúng ta sẽ phải đi taxi, nếu không thì sẽ bị muộn mất. Chúng ta thấy ở đây có cái từ to cơ nên các bạn sẽ không thể là would rather to được. Đúng không? Would rather thì nó sẽ đi với verb nguyên thể. Have better nó cũng đi với verb nguyên thể. Mình không nói là must have nên ở đây chúng ta sẽ chọn là will have to, thế là xong. Tiếp sang phần close it and opposite. Tôi phải trả qua cái lỗ mũi, tức là gì? Phải chi trả rất nhiều tiền cho cái việc gì? Ở đây phải nói là trả tiền chứ không phải là kiếm được nhiều tiền. Đúng không? Tôi phải trả nhiều tiền để đem xe, để sửa cái ô tô. Ở đây chúng ta có get my car repair là một cái cấu trúc bị động rất là hay, đó là get something done. Đó, get my car repair. À, các bạn cũng có thể nói là have something done. Đó. Đi sửa tại một cái trạm dịch vụ ở giữa sa mạc, tức là phải chi trả rất nhiều tiền. Đúng không? Còn đáp án A là tốn rất nhiều tiền. Tốn, cost alone. Ở đây chúng ta sẽ phải nói nghĩa là too much. Nó mang cái nghĩa là nó không đáng bị như thế. Đúng không? Đấy, bình thường thì nó không tốn đến như vậy. Hoặc nó không đúng với cái giá trị của nó thì mình sẽ dùng từ pay too much. Đó, nhiều bạn bảo tại sao không được A là như vậy. A ví dụ cost a lot of money thì nó đúng với giá trị, nhưng mà pay too much thì không đúng. Yes. Từ make a lot of money hôm qua chúng ta sẽ mới học xong, đó là make a fortune, đúng không? Hay là earn a fortune, tức là kiếm rất nhiều tiền. Câu 24. Câu 24 nói là cái bệnh viện ở đây thì đã được đặt tên để ghi nhận, in recognition of, để ghi nhận cái sự gì nhỉ? Cái sự nhân đạo của cái bác sĩ này. Ghi nhận một cách outstanding, tức là một cách đáng nổi bật. Đúng không? Outstanding tức là nó rất là nổi bật, xuất sắc.
đó, các bạn ghi vào outstanding tức là xuất sắc, nổi bật, thì cái từ remarkable tức là nó theo kiểu rất là đáng chú ý, nó rất là nổi bật, noticeable, nổi bật, đáng chú ý. Như vậy, còn đáp án A tức là từ thiện rồi, liên quan đến từ thiện đúng không? B widespread tức là rộng rãi, ví dụ như là được sử dụng, được công nhận một cách rộng rãi. Còn exhaustive tức là toàn diện, chuyên sâu. Cái từ exhaustive này rất hay gây nhầm lẫn với từ exhausting nhá. Exhausting tức là mệt mỏi, tức là nó gây mệt mỏi. Và một từ nữa đó chính là exhausted, đúng không? Tức là bị làm cho mình. Các em chú ý đừng có nhầm. Nên khi chúng ta học từ chúng ta sẽ tổng hợp lại như vậy. Mình sẽ học nó theo một cái nhóm. Thì khi mình cứ nhìn thấy cái từ này là trong đầu mình nghĩ ngay đến từ kia rồi, vì nó là một cái nhóm từ, nó hay đi với nhau. Quỳnh Lam bảo câu 24D, câu này trường em vừa ra thi giữa học kỳ 2 luôn ạ. Thế à? Rồi các em sang câu số 25. Đây là mình đang tìm câu trái nghĩa nhá. Đó, những cái tình huống mà có thể được nâng cao, những cái kỹ năng có thể được nâng cao, skill ở đây tức là những cái kỹ năng, thì mình hay nói là enhance skill đúng không? Bởi cái sự phủ bởi cái sự sử dụng công nghệ một cách thích hợp, thì appropriate ở đây tức là một cách thích hợp, trái nghĩa sẽ là không thích hợp. Đó, còn đáp án A là không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đấy, không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trái nghĩa với nó thì sẽ là well prepared. Đúng không? Well prepared for something. Còn đáp án C, irregular, tức là không thường xuyên. Đó, không thường xuyên. Còn D, important, là không quan trọng. Câu số 26, John có một cái miệng rất to, tức là một người không giỏi giữ bí mật. Đúng không? Anh ta có thể kể bất cứ cái thứ gì đấy, on the whole world mà anh ta biết. Thì have a big mouth, tức là một người không giỏi giữ bí mật. Bây giờ trái nghĩa thì sẽ là một người giữ bí mật tốt. Cô thấy bánh trưng chọn D chính xác. Các em sang câu số 27 và câu 28. Excuse me, could I talk to the manager? Họ đang hỏi đúng không? Could I talk to? Thì bây giờ mình sẽ trả lời yes of course. Đó, chắc chắn rồi. Chứ không phải là yes I love to. Người ta đang hỏi xin phép, không phải love to. Hay là tôi sẽ give it to you. Give it ở đây, it là cái gì? Đúng không? Người ta có bảo gì đâu mà cảm ơn. Câu 28. Oh, I'm sorry. I'm disturbing you. Đó, disturb tức là làm phiền. Ôi xin lỗi nhé, tôi có đang làm phiền bạn không? Thì khi họ hỏi có làm phiền không, nếu mình cảm thấy mình không phiền thì các em sẽ trả lời là never mind, để trả, hoặc là not at all. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần bài đọc điền. Cô sẽ chia nhỏ cái chỗ này ra cho các bạn dễ theo dõi. Câu 29 này, câu 30 và câu số 31. Câu 29, ở đây đang nói về cái drone đó. Gần đây chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều drone, có cái màn trình diễn drone đúng không? Thì ở đây tức là một cái gì đấy nó gọi là không người lái đấy. Đấy, có nghĩa là không có người trực tiếp lái nhưng mà có thông qua cái sự điều khiển. Đua xe không người lái là một cái môn thể thao mới, thú vị và đã trở nên phổ biến nhanh hơn bất kỳ một cái môn thể thao nào khác. Thông thường chúng ta hay nói là faster than, bigger than any other, đúng không? Ở đây chúng ta thông thường dùng any other, nhưng các bạn có thể dùng là no other sport. Và người ta nói là pilot, đó, những cái phi công điều khiển, phi công tức là cái người cầm tay cầm điều khiển này, các cái máy bay không người lái nhỏ và nhẹ và được high power, có công suất along cross it with obstacles, đó, tức là để cho những cái drone này nó đi qua các cái chướng ngại vật và chúng sẽ bay qua các cái cổng này xung quanh các cái lá cờ với một cái tốc độ là hơn 100 dặm trên một giờ. Và họ sẽ điều khiển cái drone này sử dụng một cái headgear. Headgear tức là một cái mũ đội đầu. Và sang câu 30 người ta nói là mọi cái drone, mỗi máy bay không người lái đều có gắn một cái camera, thì sẽ có một cái camera gắn vào nó, đúng không? Which is attached. Thì cái từ attached ở đây các bạn sẽ hiểu là gắn vào. Trong cái email ấy thì chúng ta hay nói là attach a file, tức là đính kèm một cái file. Thì attach tức là đính kèm, là gắn vào, thế là có một cái camera gắn vào nó, đúng không? Để khán giả có thể xem được các cái chuyến bay trên cái màn hình lớn với một cái mũ đội đầu đặc biệt. Các cuộc đua thì sẽ diễn ra ở ngoài trời như là sân vận động này, hoặc nếu diễn ra ở trong nhà thì sẽ ở những cái nhà kho cũ hoặc là cái khu đấu trường thể thao. Và cái gì đấy rất là ngắn, cái gì đấy rất là ngắn bởi vì cái thời lượng pin của drone thì có hạn. Chúng ta sẽ cần một cái danh từ số nhiều ở đây, đúng không? Không thể là cái người thi đấu ngắn được, mà phải là cái cuộc thi nó diễn ra ngắn. Cái contest, cái competition nó diễn ra là ngắn. Đấy, chứ không phải là cái sự cuộc thi, không phải cái tính cạnh tranh ngắn. Cô thấy Văn Vương, Khả Thành, đúng rồi, Ái Vân, Vân Anh, Bánh Trưng, các em làm rất tốt. Tiếp theo chúng ta sang câu số 32 và câu 33. Mặc dù cái drone này nó đã bắt đầu chỉ mới vài năm thôi. Tại sao biết là mặc dù?
Nên chúng ta thấy chỉ mới vài năm thôi nhưng mà đã có những cái cuộc thi quốc tế đấy trên khắp thế giới. Thì mình phải dùng là mặc dù, đúng không? Mặc dù nhưng đấy, mặc dù mới chỉ xuất hiện được vài năm thôi. Và trong các cái giải đấu chuyên nghiệp, các cái phi công này sẽ cạnh tranh để lấy được hàng nghìn đô la. Vào tháng 3 thì có một cái cuộc đua ở Dubai và cái cậu bé người Anh 16 tuổi là Only One The Race mà đã giành được 250.000 đô. Truyền hình và các phương tiện truyền thông thì cũng đã biết đến cái cuộc thi máy bay này và cái kênh truyền hình ESPN này, là một kênh truyền hình ở Mỹ, thì nó sẽ phát sóng những cái giải đua drone toàn quốc tế. Đấy, không người lái quốc tế bắt đầu từ tháng 8 này. Và cuộc đua này nó cũng sẽ ghi lại và nó up lên các cái trang YouTube hoặc các cái nền tảng video khác, nơi mà, đúng không ạ? Đang up ở một cái nơi platform, tức là một cái nền tảng, một cái nơi mà họ có thể xem. Đấy, chúng có thể được xem đi xem lại. Thế câu 33 các bạn sẽ cần một từ chỉ nơi. Cô thấy Ngô Tuyết Nhan chọn đúng rồi. Câu 34, 35, 36. Ở đây nói cơ hội thành công của họ rất nhỏ, tức là gì? Họ không có, hầu như là không có cơ hội sẽ thành công. Cơ hội rất nhỏ thì sẽ là hầu như là không có, đúng không? Còn câu 35 nói là không không, đấy không không, you must stay a bit longer. Tức là cậu bé nói là không không, cô phải ở lại lâu hơn chẳng hạn. Thì cái từ không không ấy nó có nghĩa là insisted on. Insisted on chúng ta sẽ hiểu là khăng khăng làm gì. Đấy, khăng khăng nhé, chứ không phải là phủ nhận. Deny là phủ nhận. Refuse từ chối, didn't agree không đồng ý. Câu 36, the library book must be returned. Sách thư viện phải được trả lại trong một tuần, tức là gì? Sẽ không được giữ lâu hơn một tuần, đúng không? Đấy, phải được trả lại trong một tuần, tức là không được giữ lâu hơn một tuần. Cô thấy anh Khôi đúng rồi. Đúng rồi, chỉ có 38 câu thôi, cô không chêm hai câu vào làm gì, tại vì hai câu mà nó hơi hơi bị thừa thừa ấy. Tiếp, tại vì trong đề thi chỉ có 38 câu như thế này thôi. Đấy, còn 12 câu còn lại là đặc biệt, là 12 câu đọc hiểu. Thế tự nhiên thêm hai câu đọc hiểu vào thì nó hơi vô duyên, nên là cho 38 câu thôi. Nhá. Đấy, theo cái form này nó chỉ có 38 câu dạng kiến thức như thế này. Còn đọc hiểu thì cô sẽ cho các bạn sau. Câu 37, the more you talk about it, the worse you feel. Thì sẽ là if you talk more about it, đúng không? Càng nói nhiều thì sẽ càng cảm thấy tồi tệ hơn. Câu 38, Bill thực sự muốn mua một đôi giày nhưng mà lại không có đủ tiền. Chúng ta sẽ giả định ở hiện tại là anh ta ước anh ta có đủ tiền để có thể mua một đôi giày. Bây giờ chúng ta sẽ giả định ở hiện tại. Giả định hiện tại các bạn sẽ lùi về câu điều kiện lại 2 hoặc câu ước ở quá khứ đơn. Cô thấy những cái câu như thế này các bạn không làm sai. Không làm sai là đúng rồi, không thể sai được. Đúng không? Nó quá dễ, không thể sai được. Rồi bây giờ tương tự như vậy chúng ta sẽ sang đề số 4. Đề số 4 các bạn đọc là app. Fan cat đều là âm A, chỉ có age là âm A. Then this though thin, đó thin là sir, còn lại là the. Explain, enter, invent và attract. Cô có bảo các bạn là ghi cho cô một loạt các cái từ mà có hai động từ có hai tiết trọng âm, nhớ là một. Ví dụ như là từ enter này, từ happen này, từ visit này, đúng không? Những cái từ như thế thì trọng âm đều nhớ là một. Tại sao mà nó lại nhớ là một? Tại vì nó là như vậy, mình phải học thuộc, nó không có cái quy tắc nhé. Tiếp, beautify, consider, excite và decorate. Các bạn sẽ chọn consider nhớ là 2, còn lại đều nhớ là một. Đó, beautify, excite, decorate. Câu số 5. Câu số 5 người ta nói ở đây là gì ạ? Đó là một cái trường hợp như thế nào đấy. Trận nhìn nó hơi khó rồi, ABCD đều liên quan đến cơn bão, đúng không? ABCD đều liên quan đến cơn bão, chắc hẳn đây không phải là một cái câu mà chúng ta phải dịch, mà nó là một cái cụm từ cố định, đúng không? Đều liên quan đến cơn bão thì biết làm sao được chọn cái bão gì. Vậy suy ra đây là câu hỏi về thành ngữ. Đấy, biết thì sẽ chọn được ngay, không biết thì đành phải chịu. Chúng ta sẽ tìm có cái thành ngữ mà nó đi với any port in a, là một cái tình huống như thế nào khi mà cái người siêu mẫu đó vào làm ở trung tâm của tôi ngay khi cô ấy thất nghiệp 10 tháng vì đại dịch. Là một cái siêu mẫu đấy mà bị thất nghiệp 10 tháng và phải làm tại việc ở cái trung tâm, tức là một cái trường hợp gọi là gì nhỉ? À, nếu như mà mình dịch theo nghĩa đen, mình dịch theo cái nghĩa dễ hiểu ấy, là méo mó có hơn không. Đó, any port in a storm. Port ở đây tức là cái bến cảng. Any port in a storm tức là cái lúc gặp bão. Gặp bão ở đây chúng ta sẽ hiểu là gặp khó khăn thì gặp bến cảng nào cũng được. Tức là cái lúc khó khăn thì làm việc gì cũng được, đúng không? Cái lúc khó khăn cấp bách thì cái giải pháp nào cũng được chấp nhận. Đấy, đã vào đại dịch COVID-19 rồi thì cho dù có là siêu mẫu thì cũng vẫn phải đi vào center để làm việc thôi. Nên đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án storm. Và những câu như thế này là câu khó rồi. Nhá, những câu như thế là câu khó. Nếu như các em không tra từ điển các bạn có làm được không? Các bạn có tự làm đúng được câu này mà mình không cần tra từ điển không?
Câu số 6, Bob told you. Bob ở đây told quá khứ nên ra sẽ chuyển thành didn't he. Câu 7, it's necessary for students to listen to their teacher attentively. Cái từ listen là động từ nên chúng ta sẽ đi với trạng từ. Còn câu số 8, Bill liếc nhìn đồng hồ, đúng không? Thì cái từ liếc nhìn ấy là chúng ta sẽ có một cái cụm từ đó là glance, đó, glance at something. Liếc nhìn nhỉ? Liếc nhìn đồng hồ và bắt đầu chạy, anh ta bị muộn học rồi. Các từ khác không đi với lại at nhé. Liếc nhìn cái gì chứ không phải là quan sát hay gì cả. Câu 9, tôi hy vọng rằng sinh nhật của tôi đến thì tôi sẽ được tặng một chiếc xe đạp bởi bố của tôi. Không thể tự tặng được và chúng ta sẽ chia bị động. Tiếp, mệnh đề trịnh trạng ngữ chỉ thời gian, tương lai đơn nó sẽ đi với hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành này, các em chọn C. Và câu số 11, so sánh hơn với tính từ dài, chó thì được cho là thông minh hơn mèo. Câu 12, if you want to do well in this company, you have to keep your nose to the grindstone. Đây cũng là một câu hỏi về thành ngữ. A, B, C, D đều là các cái bộ phận trên cơ thể thì chúng ta không thể dịch là sẽ phải là đầu mắt mũi hay cái gì cả, mà các bạn sẽ học theo cụm đó là keep your nose to the grindstone. Đó, keep your nose to the grindstone, tức là làm việc chăm chỉ liên tục trong một thời gian dài. Nên câu 12 đáp án đúng nó sẽ là đáp án B. Đúng rồi, các em có làm được những câu như là câu số 5 và câu 12 không? Tiếp câu số 13, câu 13 thì quá quen thuộc rồi, cũng là một collocation nhưng chúng ta quá quen với những cụm từ này. Nó diễn tả cái gì ạ? Sở thích, đúng không? Thích thú, quan tâm vào cái việc gì? Đó, thì có nghĩa là thích, đúng không? Thích đọc sách vào thời gian rảnh. Câu số 14 nói về một cái kiệt tác văn học nó được xuất bản vào năm này thì đã được đề cử. Trong câu mà đã có một cái động từ chia thì rồi, thì cái động từ còn lại này nó phải giúp gọn, đúng không? Và một cái kiệt tác nó không thể tự xuất bản được nên chúng ta sẽ chia dạng bị động. Vâng, phần thứ hai, cái từ my này sẽ đi với verb in. Chúng ta sẽ có một số cách dùng của my. Nếu như mà chỉ có my không ấy, thì các bạn sẽ cộng verb in. Còn nếu như người ta có một cái mệnh đề do you mind if I thì cộng với động từ chia hiện tại đơn. Còn would you mind if I thì chúng ta sẽ cộng với mệnh đề chia quá khứ đơn. Câu số 16. Câu 16, cái gì đó cởi giày ướt ra và ngồi bên đống lửa để sưởi ấm. Thì cái động từ nó mang nghĩa cởi bỏ ở đây chúng ta sẽ dùng là take off, đúng không? Cởi bỏ giày dép mũ nón ra và nó còn mang nghĩa là máy bay cất cánh. Đó, thành công trong thời gian ngắn. Còn từ put off thì mang nghĩa là trì hoãn, postpone. Put on thì mang nghĩa là mang vào, mặc vào, nó trái nghĩa với take off nhỉ. Và nó còn mang nghĩa là tăng. Ví dụ như là tăng cân, vặn nhanh đồng hồ mình dùng từ put on. Còn từ take on tức là đảm nhiệm công việc. Take on còn mang nghĩa là thuê, mướn. Nó tương tự như là từ hire và từ employ. Các bạn thấy không? Đến bây giờ thì những cái cụm từ cô mở rộng như này nó rất quen thuộc với chúng ta rồi. Tại vì chúng ta đã có một cái quãng thời gian tương đối dài để chúng ta học. Đó, Nguyễn Anh, Dương Anh Khôi bảo là có giống hả? Chúng ta sang câu số 17 này. 17, need to pay attention hay là attract attention. Nếu bạn cần thu hút sự chú ý, ở đây là cần thu hút chứ không phải là chú ý tới. Tức là thu hút ai đó về phía mình, đúng không? Thì các bạn phải là attract one attention hoặc là catch one's attention. Còn là mình chú ý tới cái gì thì các bạn mới dùng pay attention nhé. Câu số 19 đi với các cái nhạc cụ, chúng ta sẽ luôn dùng the, play the guitar, play the violin, play the piano, play the drum, play the flute. Đấy, cứ nhạc cụ là sẽ dùng the. Sự việc đang diễn ra là đang là cuốn tiểu thuyết mới nhất thì nhìn thấy anh ta. Tôi chưa từng thấy một cái cell phone nào đẹp như thế này thì người ta khen, đúng không? Khi người ta khen thì mình sẽ phải là thank you, I'm glad you like it. Đấy. Còn khi đưa ra một cái ý kiến là I think university degree is the only way to succeed in life, tức là không đồng tình. Đó, Jimmy nói là không đồng tình vì người thành công không có bằng, nhiều người thành công không có bằng đại học. Cô thấy Quỳnh Lam chọn đúng rồi, Trần Phước, Gia Hưng rất tốt. Các em sang câu 22 và câu 23. Đây là dạng câu hỏi opposite nhé, đừng nhầm với closing. Người ta nói số lượng bé gái ở cái ngôi làng miền núi này tham gia học hành, chúng ta hay nói cái từ attend, tức là tham dự học đấy. Học hành vào năm nay thì đã tăng từ 30 đến 50. Cho dù mình không biết cái từ increase thì các bạn biết là 30 đến 50 chắc chắn nó phải tăng. Và trái nghĩa thì sẽ là decrease, chứ không phải là balance, balance là cân bằng. Câu 23 này, đây là một thành ngữ, nếu như các bạn không biết chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh. Thay vì về cái hành vi không hợp tác, cái hành vi không hợp tác thì giáo viên nên cố gắng tìm ra cách để khiến cậu ấy tham gia vào hoạt động của lớp. Khi mà cái học sinh không hợp tác thì chắc chắn là thay vì giáo viên tức giận, đúng không?
Chúng ta nhiều bạn ơi chọn xe luôn, nhưng mà chú ý đây là dạng câu hỏi trái nghĩa, thì trái nghĩa với tức giận nó phải là hài lòng đấy, trái nghĩa phải hài lòng chứ không phải là tỏ ra không quan tâm hay là tỏ ra hào hứng cao là không đúng. Cô thấy Đặng Tú chọn A đúng rồi. Câu 24 và câu 25 này. Cái màn trình diễn như thế nào của cô ấy ở cái traditional art form vào cái tối hôm đó thì là một cái real sort of pleasure, là một cái niềm vui thực sự, chứng tỏ cô ấy có một cái màn trình diễn nó rất là đẹp đúng không? Graceful là duyên dáng, thì bây giờ nó sẽ thay cho elegant là thanh lịch. Duyên dáng và thanh lịch chứ không phải màn trình diễn tiêu cực, màn trình diễn đơn giản, màn trình diễn độc hại không? Và câu số 25, hiểu được cái lý do tại sao phụ nữ phải apply for, phải xin trợ cấp xã hội. Cái cụm từ này là xin trợ cấp xã hội nhỉ? Xin trợ cấp xã hội. Thì cái từ assistant tức là sự giúp đỡ của xã hội ấy, thì bây giờ mình sẽ xem như là từ help. Đó, ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời về thì đòi hỏi phải có kiến thức về cái hoàn cảnh hỗ trợ của họ trong suốt cuộc đời. Câu 26, Juniper và Lucas và Oliver thì đã lần cuối bên nhau là một năm trước, tức là đã không bên nhau được một năm rồi. Chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án D, cứ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành. Câu 27, chụp ảnh ở trong cái viện bảo tàng này thì không được phép. Không được phép tức là gì? Tức là không, mustn't, đúng không? Đó, isn't allowed thì sẽ là bị cấm, cấm không được làm gì. Cô thấy Ái Vân chọn đúng câu 28 này. Câu 28 các bạn sẽ tường thuật lùi thì quá khứ đơn, các em sẽ chuyển về quá khứ hoàn thành. Last night sẽ trở thành the night before. Câu 29, câu 30 và câu 31 thì theo đúng là câu hỏi về từ vựng, đúng không? Câu hỏi về thì và câu hỏi về gì? Về đại từ. Đó, last night thì cái từ stay nó phải chia ở quá khứ. Còn câu số 31 đang đề cập đến cái sentence structure và couldn't find them. Find cái gì? Judy biết rằng có một cái lỗi cấu trúc, tức là không tìm thấy một cái lỗi cấu trúc đấy, đúng không? Couldn't find it. Chúng ta sẽ chuyển thành it. Tức là it ở đây tức là error, right? An error. Câu số 29, nhiều học sinh viên tại trường thì rất là worship, tôn thờ cha cô ấy vì ông là một giáo sư, không phải là một cái giáo sư có thể phân biệt được, mà là một giáo sư kiệt xuất, xuất sắc, lỗi lạc. Distinguishable, tức là có thể phân biệt được. Chúng ta sẽ chuyển thành là distinguish, tức là successful, accomplished, tức là một người rất là xuất sắc, lỗi lạc. Chúng ta sang câu 32 và 33. Emily vừa mới lưu xong tài liệu thì máy tính crash. Đó, máy tính crash tức là máy tính bị sập, sập nguồn ấy. Tức là cái sự việc gì nó diễn ra trước là phải sập, phải lưu tài liệu trước rồi máy mới sập nguồn. Còn các đáp án khác nói về sập nguồn trước rồi mới lưu. Đã sập nguồn rồi thì làm sao mà lưu được nữa, đúng không? Cô thấy Khôi Anh Dương, Gia Hưng, Ái Vân giải thích rất là tốt. Câu 33, my brother is not old enough. He can't take the driving test. Hiện tại đơn. Bây giờ các bạn sẽ giả định. Đấy, nếu như ông tôi già, sorry, câu này nhầm. Nếu ông tôi không già thì ông ấy không thể tham gia được cái driving test. À, cô xin lỗi, cái này là em trai không phải ông, tôi tự nhiên cô đọc thành ông. Em trai tôi không đủ tuổi và nên là nó không thể thi lái xe được. Thế bây giờ nếu em trai tôi đủ tuổi thì nó có thể thi lái xe, đúng không? Tiếp theo chúng ta sang câu số 34, còn mấy câu nữa thôi. Các bạn cố gắng lên, em học có bị mệt không? Cô sợ các bạn là mệt ở đề sau, cho nên là cô dạy nhanh hơn một chút. Tiếp theo các em sang câu số 34 nhá. Câu 34, school exam. Đó, generally speaking, nhìn chung, nói chung các kỳ thi ở trường là một cái loại bài kiểm tra đầu tiên mà chúng ta thực hiện. Và họ sẽ xem là, tìm hiểu xem là chúng ta sẽ thu được bao nhiêu kiến thức. Nhưng liệu là chúng thực sự cho thấy của chúng ta thông minh đến mức nào hay không? Chúng ở đây tức là gì? Tức là cái exam đấy, nó có thể hiện ra cái sự thông minh của chúng ta hay không? Đó, suy cho cùng, chẳng phải có một thực tế là một số người đang đề cập đến người. Đó, một số người rất thành công trong học tập lại không có cái common sense. Common sense ở đây chúng ta sẽ hiểu là một cái lương tri, là một cái gì đấy mà ai giống kiểu là một cái lý lẽ thông thường ấy. Đấy, don't have common sense, đúng rồi. Đâu nhất thiết cứ phải gọi học hành thì người ta mới có văn hóa, mới cách biết cách ứng xử với người khác. Thì đấy là không phải cứ thành công thì mới có common sense, đúng không? Suy cho cùng, chẳng phải có một thực tế là một số người thành công trong học tập nhưng lại không có lý lẽ, không có lương tri. Và sau đoạn sau nói trí thông minh là cái tốc độ mà chúng ta có thể hiểu và phản ứng với các tình huống mới, và nó thường được kiểm tra bởi một cái bài câu đố có logic. Và các nhà khoa học thì đang chuẩn bị cho cái công nghệ máy tính tiên tiến
mà có thể đọc được não bộ của chúng ta. Nhưng các cái bài kiểm tra này nó vẫn là một cái cách đo lường trí thông minh phổ biến nhất. Các bạn nhìn vào cái từ still chưa? Thì nó phải là mặc dù, đúng không? Mặc dù đang có cái công nghệ tiên tiến, nhưng những cái bài test nó vẫn là một cái cách đo lường phổ biến nhất. Nên các em sẽ chọn although là như vậy. Và although rất hay đi với still. Sau đoạn sau người ta nói những người mà đang soạn gói cái IQ của một người, nhớ IQ trí thông minh của một người thì được đo lường bởi một cái bài kiểm tra đặc biệt. Và cái đo lường phổ biến nhất là MELSA, được đo lường phổ biến nhất, đúng không? Là MELSA. Đấy, thế thì được làm sao? Được quản lý chứ, bởi MELSA. MELSA chứ không phải được ra lệnh. Có phải là một cái bài test nó được ra lệnh không? Cái bài test nó được regulate không? Regulate ấy tức là nó được theo kiểu là điều chỉnh, điều hòa. Đấy, điều chỉnh, điều hòa, lưu thông. Appoint là bổ nhiệm. Thì ở đây chúng ta thấy các bạn rõ ràng phải là được quy định, đúng không? Được quản lý. Đấy, được quản lý bởi một cái tổ chức đó là Mensa. Và cái tổ chức này thành lập, được tìm thấy ở cái chỗ này, được tìm thấy không đúng, kể phải là was founded chứ, đúng không? Được thành lập ở Anh vào năm 1946. Mọi người tham gia cái bài kiểm tra này thì sẽ được đánh giá dựa trên cái gì? Dựa trên cái điểm trung bình là 100. Ở đây chúng ta thấy là nó đi với into cơ, thì mình sẽ nói là in relation to. Đấy, liên quan dựa trên cái gì? Còn từ association thì nó hay đi với giới từ with. Từ regard thì nó sẽ in regard to, đúng không? With regard to, mình sẽ nói là, người ta hay nói là with regard to, chứ không dùng là in. Về cái vấn đề gì? Concern thì nó cũng như giới từ with. Nên đây câu số 37 các bạn sẽ chọn là in relation to. Và sang đoạn sau người ta nói những người mà đạt trên 148 thì sẽ làm sao? Thì sẽ được quyền tham gia vào cái hội Mensa, tức là hội Mensa mình biết rồi, dành cho hội những đứa đầu to, những đứa rất là thông minh, đúng không? Và tất cả những cái câu hỏi này nó rất là straightforward, nó rất là đơn giản. Cái từ straightforward chúng ta sẽ hiểu nó xem như là từ easy ấy nhá. Nó rất là đơn giản, nó rất là easy, nó rất là simple và hầu hết mọi người có thể trả lời nếu như có đủ thời gian. Nhưng cái vấn đề ở đây chính là họ đang phải chạy đua với thời gian, đúng không? Nếu mình có thời gian kiểu gì mình chỉ trả lời được, nhưng vấn đề ở đây là phải chạy đua với thời gian. Chúng ta sẽ cần một cái lượng từ đi với the question. Ý muốn nói tất cả câu hỏi đều dễ, đúng không? Đấy, nhưng vấn đề là thời gian cơ. Thì tất cả đây các bạn sẽ chọn là all. Đó, all the questions. Được chưa nhỉ? Như vậy đó, hôm nay cô đã chữa các bạn hai đề số 3 và số 4. Đây là những cái dạng câu hỏi mà chúng ta phải cố gắng mình làm đúng để có thể đạt được 8 cộng. Còn làm như thế nào để đạt được 9 cộng, để đạt được 9 về 6, đạt được 10 thì chúng ta sẽ ôn tập vào các cái chương sau. Các bạn có sai nhiều không? Các em có sai nhiều không? Quỳnh Lam, Ái Vân, Vân Anh có làm tốt không nhỉ? Cố gắng bây giờ 38 câu, mình có sai thì cũng chỉ sai khoảng 2 câu từ vựng thôi nhá, sai 1-2 câu từ vựng thôi. Còn nếu bây giờ các bạn cứ còn sai ngữ pháp là không thể mơ được 9 được, đúng không? Ngữ pháp là phải đúng hết. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc các em nha. Ok, goodbye and see you.